chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái chia sẻ về cái chủ đề là cô Nguyễn Phương Hằng và ba bài học mà Phúc Tài Chính đã học được trong xuyên suốt cái drama này. Và Phúc Tài Chính muốn chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn. Đầu tiên ấy, thì một cái hiện thực rất là phũ phàng mà chúng ta phải nhìn vào, đó chính là cô Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam khi mà đã trong một cái lúc cảm xúc nó lên cao thì đã bước qua cái lằn ranh đỏ. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải nhìn nhận vào. Và chính ra cái hôm 10 tháng 3 vừa rồi, đó chính là cái buổi mà cô Nguyễn Phương Hằng khi mà ra Hà Nội đấy. Cô nói là Hà Nội niềm tin và hy vọng. Và Phúc nói rằng là Hà Nội niềm tin và nỗi nhớ. Và đúng ra cái ngày 10 tháng 3 ấy, là cô đã hẹn tất cả mọi người sẽ có mặt tại Đại Nam và sẽ cùng nhớ đến ngày lễ giỗ tổ Vua Hùng đấy. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta đã nhìn nhiều thước phim là chỉ có mỗi chủ Huỳnh Huy Dũng vào làm lễ và các anh em YouTuber cũng đã đến. Thì mình xem những thước phim của kênh anh Estam này, của kênh anh Bánh Mì thì mình thấy là rất là cảm động. Và mình cũng có nhắn tin anh Estam, mình nói rằng là anh ơi, mặc dù là cô Nguyễn Phương Hằng không ở Đại Nam mà mọi người vẫn tụ tập đến, thực sự là em rất là cảm động. Thì mình có nhắn đến các anh ấy như vậy. Và xuyên suốt một cái quãng hành trình này thì mình thấy một điều rằng là sẽ rất khó, thực sự là sẽ rất khó để có thể xuất hiện một người phụ nữ như cô Nguyễn Phương Hằng lần thứ hai. Bởi vì có lẽ hiện tượng Nguyễn Phương Hằng nổi lên chấn động không chỉ đất nước Việt Nam mà chấn động cả toàn cầu luôn. Mọi người biết là có cái ông, một cái ông tỷ phú ở bên Mỹ, cái ông Mark gì đấy, ông ấy cũng nói về cái chuyện là sao kê đấy. Thì có thể nói là không chỉ là chấn động Việt Nam nữa mà chấn động toàn cầu về cái chuyện là thần y và cái chuyện sao kê. Bởi vì thực ra những cái chuyện sao kê này không chỉ là ở cái mạng truyền thông đâu, mà ở trong cái công việc làm thực tế ai cũng mong muốn là con số minh bạch. Từ cái việc là nhân viên đi làm cũng mong muốn tiền thưởng nó minh bạch, nó rõ ràng. Ai đi làm trong cuộc sống đều va vấp đến cái chuyện là tiền nong nó phải rõ ràng. Đấy, thì cô Nguyễn Phương Hằng đã chạm đúng vào một cái điểm nóng không chỉ là của Việt Nam mà của cả trên toàn cầu nữa. Nên là đây là một cái hiện tượng không phải là dễ dàng mà xuất hiện, nhưng mà đã xuất hiện tại đất nước Việt Nam, đã khiến cho phải nói là chấn động 4-7 năm trời đấy. Thì cô Nguyễn Phương Hằng đã là một người mà dám đứng lên nói lên những cái tiếng nói như vậy. Thì Phúc Tài Chính đã có được những cái bài học và ngẫm ra rằng là công nhận người phụ nữ này trăm năm mới có một người, khiến cho mình đã rút được những cái bài học. Cái bài học thứ nhất của Phúc Tài Chính học từ cô Nguyễn Phương Hằng đó chính là vì dân, vì đồng bào. Ngày xưa ấy, như kiểu mình đi học ấy, thì cái tư duy mình nó rất là bé, tức là cái tầm của mình nó rất là thấp ấy. Thì mình chỉ nghĩ là giúp người này, giúp người kia, tức là mình chỉ nghĩ là giúp người khác thôi. Và cái người khác ở đây thì tất nhiên nó là một cái số rất là nhỏ. Giả sử như mình đi đường thấy một cụ già chẳng hạn, mình thấy thương thương thì mình có thể biếu cụ vài đồng. Hay là về quê thì thấy người nào đó khó khăn thì giả sử như mình đi làm, mình không phải là giàu nhưng mà đi làm thì biếu bác này bác kia 1-2 đồng. Thì mình cái tư duy của mình chỉ ở cái tầm đấy thôi. Và mình cũng chỉ chăm chăm biết là đi kiếm tiền, biết đi làm cho công ty vậy thôi. Nhưng mà khi mà gặp cô Nguyễn Phương Hằng thì mình nhận ra một điều rằng là cái tư duy mình đã thay đổi, không phải là giúp người khác nữa mà đã nâng lên là giúp người dân, đã nhìn nhận vào những cái điểm nóng, những cái câu chuyện nóng của xã hội. Và thực sự khi mình ngẫm một điều rằng ngoài toàn những người mà giỏi thì họ đi đang bận bịu với đi làm, hay là họ phải có những cái rào cản gì đó khiến họ không đứng lên nói được. Nói thật với cô chú anh chị và các bạn, mình cũng là một cái người mà lên tiếng. Và mình hiểu được rằng bên cái việc là hy sinh từ những cái chuyện này chuyện khác thì đôi khi chúng ta phải đặt cái sự bình an của gia đình lên bàn cân. Thực sự là vậy, phải đánh đổi rất nhiều đấy, đặt cái sự bình an của gia đình lên bàn cân. Bởi vì thường thường có những người là họ chỉ muốn là ok có một cuộc sống như vậy và họ có rất nhiều thứ họ bảo vệ, mà họ lên tiếng lại còn để gọi là để hình ảnh trên mạng xã hội như thế này thì nó rất là ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà cô Nguyễn Phương Hằng phải nói là cô ấy đặt rất nhiều thứ lên bàn cân để cô ấy cất lên cái tiếng nói, vạch ra những cái điều khuất tất trong xã hội. Thì nhờ cô Nguyễn Phương Hằng đứng lên vạch những cái chuyện thần y như vậy thì ông thần y không thể nào lộng hành nữa rồi.
chứ không là bây giờ chắc là cũng hàng ngày cũng up đều đều video lên YouTube để tiếp tục mị dân. Rồi là nghệ gừng cũng không thể nào mà kiểu là cứ hô hào bừa. Cái ông mấy ông nghệ gừng nhá, vừa có tiếng vừa có miếng, tính ra nhá, đứng lên hô hào quyên góp tiền, các ông bỏ ra được liệu được có 10% không? Tiền là tiền của đồng bào. Đấy, xong rồi lại là hô hào tiền của đồng bào, vừa được tiếng vừa được miếng. Xong ông hình hề lúc là có đi yểm đi 6-7 tháng. Ông chấn xịt thì lại quẳng tiền cho người này người kia làm. Mẹ tôi thật khôn như cái ông quê tôi đấy. Vừa được tiếng vừa được miếng, tiền bỏ ra liệu là được 10% không? Tiền toàn của đồng bào, tiếng thì hưởng hết, xong lại còn muốn giữ cả 6 tháng, lại còn lần không muốn bỏ công đi làm đưa cho người này người kia. Các ông khôn quá cơ. Nhưng mà nhờ cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì là nhà nước mới đưa ra các văn bản làm từ thiện. Và tiếp theo mùa lũ năm nay được mấy người làm. Nên là cô Nguyễn Phương Hằng là cái người mà đã khiến mình nhận ra là không phải là chỉ có chăm chăm làm này làm kia nữa, mà là nhìn ra những cái vấn đề của xã hội. À, nếu như mà những cái người mà họ có cái sự hiểu biết chẳng hạn, họ lại đang đi làm này làm kia và đôi khi họ ngại lên tiếng, ngại lắm chứ mọi người, bước ra mạng xã hội này mà lên tiếng không phải ai cũng có thể nào là lên tiếng được đâu. Thậm chí những người giàu người ta biết hết đấy, nhưng mà người ta còn gia đình, người ta còn công ty, người ta còn nhiều điều khiến người ta không thể nào đứng lên nói được. Thế nên người ta mới ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng một cách mãnh liệt như vậy, bởi vì cô Nguyễn Phương Hằng sẵn sàng để hết tất cả cái sự bình an của bản thân, bình an của gia đình, bình an rất nhiều thứ đặt lên bàn cân để vì người dân. Đây là cái điều mình rất nể phục, tức là vì người dân. Ngay cả bản thân mình cũng chỉ là một YouTuber nho nhỏ, nhưng mà nói thật là cũng phải đặt cái sự bình an của gia đình lên bàn cân, bởi vì suy cho cùng cái gì nó đến với mình là bố mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà đấy là một cái sự đánh đổi, đôi khi mình góp một cái tiếng nói nho nhỏ mà cũng đã như vậy, huống chi là cô Nguyễn Phương Hằng. Nên là cô ấy là cái người mà không phải là giúp người khác nữa, mà cô chạm những cái vấn đề của người dân. Và mình tin một điều, ngay cả những bạn trẻ như mình cũng học được rất nhiều điều trên cái hành trình theo dõi cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng. Cái bài học số 2 mà cô Nguyễn Phương Hằng dạy mình là cái lòng dũng cảm. Nói thật với cô chú, nhiều người cứ bảo úi dồi ôi con Phúc nó nhát thế, sao còn để nhát thế. Nhưng mà nói thật, bây giờ ra thế không có, không có bản thân mình, được có một cái máy tính với cái xe máy, và có một cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, có vậy thôi. Làm sao mà mạnh mồm mạnh miệng được? Thậm chí có những người mạnh mồm mạnh miệng có khi lại là nổ. Vì vậy nên là mình cứ thật thà mình nói thôi. Lên tiếng thế này, kiến thức về luật không có, nghệ sĩ nó dọa tiện là sợ. Nhưng mà mình thấy cô Nguyễn Phương Hằng, sao cô ấy mạnh mẽ thế nhỉ? Sao cô ấy dũng cảm thế? Dũng cảm thật. Bởi vì nói thật chứ bây giờ bị kiện, cô Nguyễn Phương Hằng thì cô có đủ tiền, đủ lực. Giả sử như người ta kiện thì cô ấy đấy, thích thì cho mấy tỷ, thích thì đấy, đúng không? Nhưng mà cô Nguyễn Phương Hằng, cô còn cô Nguyễn Phương Hằng thì cô ấy mạnh như vậy, chứ bản thân mình bây giờ mà chẳng may bị kiện hay như nào ấy, nó bảo nó đền bù vài trăm triệu thôi là ngớp người rồi. Nhưng mà mình thấy là cô là có sự dũng cảm. Vì cô có sự dũng cảm như vậy nên mình cũng muốn một lần được dũng cảm. Thực sự nhìn vào cô Nguyễn Phương Hằng bằng Phúc Tài Chính nghĩ là mình cũng phải có một lần dũng cảm chứ, chả lẽ lại cứ nhát mãi thế này à. Vậy là bắt đầu lúc đấy là mình bắt đầu tìm hiểu về luật, luật vu khống như thế nào, như nào mình bắt bắt đầu luật như vậy, đúng không? Mình tìm hiểu, vậy là mình làm video để mình tránh những cái luật đấy để không bị kiện. Còn cô Nguyễn Phương Hằng là phải nói là cứ chơi solo thẳng thắn như vậy, và cô rất là dũng cảm. Thậm chí nhá, là những cái chuyện, cái viễn cảnh như là dính vào cái 331 hay là bị tạm giam như này, mình tin cô ấy là cái người mà đã nhìn thấy rồi, đã nhìn thấy là có khả năng như vậy rồi, nhưng cô ấy vẫn cứ dấn thân vào. Bản thân mình cũng thế, cái đợt đấy là cũng nghĩ là khả năng là mình cũng sẽ bị kiện, nhưng mà cứ dấn thân vào. Và mình dấn thân là do có cô chỉ đường, chứ không là dẫn lối, mình làm theo, học tập, như kiểu là học tập tấm gương của Bác Hồ chẳng hạn, thì mình mới có sự dũng cảm. Chứ không, nói thật là cái đợt đấy mình cũng bảo mình tuyên bố mình đóng rồi mà. Cái sự sợ hãi là trong ai cũng có. Đợt đấy có một bác bộ đội ở Hồ Gươm ấy, bác ấy gọi điện cho mình, bác ấy nói một điều là: con à, khi mà ngày xưa ấy, bác với đồng đội của bác đi chiến đấu, không phải là các bác không có sợ đâu, các bác có sợ, nhưng có đồng đội bên cạnh mình vẫn tiếp tục tiến lên. Không phải các bác không sợ, mà các bác có sợ. Có sợ nhưng vì đồng đội tiến lên, vì Bác Hồ, vì lý tưởng của Bác Hồ, các bác vẫn tiến lên. Và mình cũng thấy mình như thế. Rồi là hồi đấy là mình còn không có đồng đội cơ mọi người. Mình chỉ là một YouTube tự nhiên là nổi lên, vậy là mình lên, chứ mình có quen ai đâu. Nhưng mà lúc đấy là mình
đi theo cô Nguyễn Phương Hằng, nghe cái sự dũng cảm của cô ấy, Nguyễn Phương Hằng, và mình nghĩ một điều rằng là đến cô Nguyễn Phương Hằng, cô ấy mạnh mẽ như vậy, chả lẽ mình tuổi trẻ như thế này thôi cứ trải nghiệm một lần xem nó như thế nào. Mà thậm chí mình còn nghĩ bên cạnh, nếu chẳng may mà nếu mà ra tòa mà đứng cạnh cô thì thôi cũng là một trải nghiệm. Mình cũng đã từng nghĩ như vậy, nên thôi mình quyết tâm là mình dũng cảm, mình đi lên. Và càng ngày cứ mỗi bước chân đến tận tháng thứ 5 ấy, mình mới bắt đầu mình mở lòng và mình đi kết giao các đồng đội. Thì khi đó là cũng comment quen ở mỗi anh nông dân thôi. Sau đó vào miền Nam thì quen được thêm các YouTuber khác, là anh Chuyện Đời Thường này, anh Bánh Mì thì hay gọi mình là bà Tám. Bây giờ anh vẫn gọi là bà Tám đấy. Rồi là anh Ép Tan, rồi anh Sơn Xào đấy. Rồi là bạn Lang Thang Đường Phố đấy, quen với anh cả anh Check In Sài Gòn nữa. Thì quen với mọi người như vậy, bắt đầu có đồng đội và có cái lòng dũng cảm. Và đến tận bây giờ thì anh em vẫn nói chuyện với nhau, vẫn bên cạnh nhau. Đấy thực sự là một cái hành trình mà mình rất kính nể của Nguyễn Phương Hằng bởi lòng dũng cảm. Và một Phúc cách đây 6 tháng và Phúc bây giờ đã dũng cảm hơn rất là nhiều. Và một cái tính nữa là cái tính kiên trì. Khi mà mình bước vào drama, mình đã từng tâm sự với chị Chuyên là bạn mình. Mình bảo là em nói thật với chị nhé, nhiều khi ấy, mình cứ than, nhưng mà từ khi mà em gặp cô Nguyễn Phương Hằng, em biết cô Nguyễn Phương Hằng, em không bao giờ em than nữa. Bởi vì đến tỷ phú mà còn phải kiên trì như thế kia. Cô Hằng là một người cực kỳ kiên trì. Mình đấy là một cái bài học mà mình học được. Phải nói là cô kiên trì ròng rã một năm trời. Nhiều người cũng nói là ui không thích cô Hằng vì cô nói nhiều. Nhưng không, người ta nói một lần đó chính là gì? Là nói một lần ấy, trong truyền thông ấy, nói một lần không ai tin, nói 100 lần không ai tin, nói 1.000 lần người ta chú ý, nói 10.000 lần thì người ta bắt đầu là người ta phải chú ý. Và cô Nguyễn Phương Hằng, nếu như nhiều người nói là cô Nguyễn Phương Hằng nói nhiều, nhưng như giả sử như nếu cô chỉ có 2 buổi live stream, 10 buổi live stream, thì liệu rằng cả đất nước Việt Nam có chú ý đến cái chuyện thần y và cái chuyện từ thiện giỏi không? Không, cô ấy phải kiên trì cô ấy nói. Mà thậm chí có nhiều bên nó đối đầu với cô, nhiều bên nó bêu rếu cô. Nói thật với mọi người như thế này, ở trên mạng mới biết cái cảm giác mà khi mình lên trên mạng và những cái bên đối lập nó chế ảnh rồi nó quay video, nó ghép video, đau lòng lắm mọi người ơi. Đau lòng khi thấy hình ảnh của bản thân, hình ảnh của những người thân mình tràn lan trên mạng xã hội theo cái kiểu xấu nhất, cực kỳ đau lòng. Nhưng mà cô Hằng vẫn kiên trì. Cô kiên trì lòng rã hơn một năm trời. Và phải nói là cô kiên trì đến tận giây phút cuối cùng. Và mình tin rằng ngay cả bây giờ cô đang ở trong nhà giam, nhưng cô vẫn sẽ kiên trì. Mình tin là như vậy. Mặc dù mình không biết thông tin, nhưng mình tin là như vậy. Mình cảm nhận được như vậy. Rất là kiên trì. Mà mình hay nói đây này, tỷ phú. Tỷ phú mà lại còn là tỷ phú tỷ đô nhé. Chứ không phải là tỷ phú là có một, mà gọi là tỷ phú tỷ đô đấy. Mà người ta còn đang kiên trì như thế kia. Thì bản thân những người trẻ phải kiên trì, không được kêu. Thực ra nếu mà nói thẳng ra thì nhiều người cũng bỏ cuộc đấy. Và nói thật là nhiều khi trong hành trình mình đi cũng có lúc mình cảm thấy nản. Nhưng mà nhìn thì cô vẫn kiên trì nên mình vẫn tiếp tục mình lên tiếng. Cô là một người cực kỳ kiên trì. Có thể nói đó là một cái tính chất của, gọi là cái tính cách của một người mà thành công. Kiên trì vô cùng. Chứ mấy ông như kiểu ngày xưa mình thấy hơi tí là đã nản bỏ cuộc. Ngày xưa mình là một người có tính rất là nản. Có 2 công ty mình làm 2 tháng mình đã nghỉ rồi. Nhưng mà dần dần mình học được cái tính kiên trì là mình làm được một công ty được gần 3 năm. Rồi là mình đã nghĩ mình kiên trì, nhưng mà nhìn vào cô Nguyễn Phương Hằng mới thấy là cô mới là một người cực kỳ kiên trì. Tỷ đô rồi mà vẫn kiên trì. Thực sự là vậy. Và một cái nữa mà mình nể cô ấy, đó chính là cô xác định cô lên truyền thông, cô là chính cô. Tất nhiên cuộc sống là có hỉ nộ ái ố, nhưng cô là chính cô. Đấy, không hoàn hảo thì vẫn là chính cô. Cái sợ nhất trên mạng truyền thông này, đó chính là ngay cả bộ nghệ sĩ cũng thế. Tức là nó luôn luôn tạo một hình ảnh rất đẹp, nhưng mà đằng sau thì lại là bề bên, bè bẹt. Trên mạng thì nói đạo lý rất nhiều, nhưng mà đằng sau thì bè bẹt. Và cái hay nhất của cô Nguyễn Phương Hằng là gì? Là cái cô xuất hiện trên truyền thông và cô ngoài đời thực hoàn toàn giống nhau. Không có chuyện nổ hay là không có chuyện gì ở đây cả. Là 2 người hoàn toàn giống nhau. Chứ nói thật có những người ở trên mạng thì nhìn hiền lành, nhưng mà ngoài đời thì rất chua chát. Ê, thực sự là vậy. Nhưng mà cô lại là người mà hoàn toàn giống nhau. Và khi cái đợt có dịp mình vào Nam ấy, mình cũng được là gặp gỡ đời thường rất là gần gũi với cô. Thì mình mới thấy một điều rằng là gì, cô cũng là như vậy và cô lên.
cô là chính cô. Rất thật. Và đó chính là những bài học mà Phúc Tài Chính học được từ cô Nguyễn Phương Hằng. Và dù gì đi chăng nữa, không thể nào phủ nhận được những gì mà cô đã làm cho người dân. Những cái hiện tượng Nguyễn Phương Hằng đã khiến cho rất nhiều người thức tỉnh, đánh thức cái lòng yêu nước, đánh thức cái tình thương dân, đánh thức những người có kiến thức, người có năng lực đóng góp vào tiếng nói để giúp đỡ người dân. Đấy, đúng thật là làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh. Và đấy là những gì mà Phúc Tài Chính chia sẻ. Và vẫn luôn nhắc lại rằng cô Nguyễn Phương Hằng là một hiện tượng trăm năm mới có một lần. Nhưng mình tin khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng, đã bỏ hết tất cả rào cản, đã đánh đổi cái sự bình yên của bản thân và gia đình, sự nghiệp để lên tiếng vì người dân, thì nhờ những điều đấy cũng sẽ có rất nhiều Nguyễn Phương Hằng sẽ tiếp tục hành trình của cô lên tiếng với những giá trị mà cô đã để lại và cô vẫn tiếp tục. Và đấy là những gì mà Phúc Tài Chính chia sẻ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo.